trong giai đoạn này, nguyễn văn thiệu đã thể hiện rõ bản tính khôn ngoan và cháo trở của mình. ông ta đã biết khéo léo dù thủ tướng quát giao quyền hành lại cho quân đội để ông với tư cách là người có quân hàm cao nhất trong số những người tham chính có thể trở nên lãnh tụ tuyệt đối ở sài gòn. khi tướng mỹ westmoreland tới gặp ông ta khi đang là tổng trưởng quốc phòng, ông ta đã làm ra vẻ vô tư và nói các vấn đề chính trị phải để cho các chính trị gia giải quyết tôi chỉ là quân nhân thuần túy. Ngày 3 tháng 3 năm 1965, Hội đồng quân lực đã công bố thành lập Ủy ban Thường vụ mà trong đó, chức Tổng Thư ký đã được dành cho Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu. Các chức vụ khác là Ủy viên Ngoại giao, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Ủy viên Chính trị, Thiếu tướng Linh Quang Viên, Ủy viên An ninh, Thiếu tướng Phạm Văn Đồng, Phụ tá Tổng Thư ký, Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao năm ngày sau đó ngày 8 tháng 3 năm 1965, 1.500 lính thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đã tới Đà Nẵng. Nâng tổng số quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam lên 23.000 người dưới chế độ diệm. tổng số quân Mỹ tại đó là 17.000. Ngày 23 tháng 3 năm 1965, Hội đồng Quốc gia lập pháp ở Sài Gòn ra tuyên ngôn tán thành việc Mỹ gửi thủy quân lục chiến sang tham chiến tại Việt Nam. Tới ngày 5 tháng 5 năm 1965, biết là không thể bám mãi vị trí cầm trịch nên hội đồng quân lực đã tuyên bố tự giải tán để các viên tướng trở về với các đơn vị của họ. Ngày 25 tháng 5, Thủ tướng Phan Huy quát cải tổ chính phủ nhưng những đấu đá nội bộ vẫn không chấm dứt. Đến mức, quốc trưởng Phan Khắc Sửu cũng phải thú nhận công khai rằng ông ta không thể ký bổ nhiệm các nhân vật mới như những Ông Nguyễn Văn Thoàn và Nguyễn Trung Vinh vì lẽ những người giữ các vị trí đó từ trước dứt khoát không chịu từ chức. Không những thế, Ngày 26 tháng 5, giữa Quốc trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ tướng Phan Huy Quát lại bộc lộ công khai những bất đồng quan điểm về quyền hạn thay thế bộ trưởng. Việc cái tổ nội các Sài Gòn lâm vào khủng hoảng, mặc dù Washington có vẻ như vẫn tín nhiệm chính phủ Phan Huy Quát. Cực chẳng đã, Phan Huy Quát đã phải yêu cầu quân đội đứng ra lãnh vai trò trung gian để giữ thế quân bình cho đến khi có một chính quyền dân cử các viên tướng trẻ đầy tham vọng như buồn ngủ gặp chiếu manh đã ngay lập tức tung hết các chiêu thức. Học được sau mấy chục năm phục vụ trong đội ngũ lính tẩy làm tay sai ngoại bang ra để thâu tóm quyền lực. Và ở thời điểm này, sự tinh quái tháo cái của Nguyễn Văn Thiệu đã trở nên đắc dụng. Ngày 11 tháng 6, trong cuộc họp của các viên tướng tại Sài Gòn để xét thư yêu cầu quân đội ra tay trợ giúp, Trung tướng Thiệu, người lúc đó đang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng trong nội các của Thủ tướng Quát, đã tìm ra được một cách diễn giải khôn ngoan rằng cuộc khủng hoảng đang diễn ra không do lỗi chính phủ mà do sự lỗi thời của các văn bản đã được thông qua sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Và ngay lập tức, cũng trong ngày 11 tháng 6, Quốc trưởng, Thủ tướng và Hội đồng Quốc gia lập pháp Sài Gòn đã cùng ra các tuyên cáo xác định rằng những cơ cấu và thể chế quốc gia Hiện tại không còn phù hợp với tình thế nữa nên giao trả cho quân đội trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo quốc gia. Hội đồng quân lực đã ngay lập tức chấp nhận đơn từ chức của Quốc trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ tướng Phan Huy Quát. Tới ngày 14 tháng 6 năm 1965, Hội đồng quân lực đã đứng ra thành lập Ủy ban lãnh đạo quốc gia với vị trí số 1 dành cho Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu như một lẽ dĩ nhiên. Mặc dầu ở thời điểm đó, Nguyễn Văn Thiệu không hẳn đã là một con bài rõ nét trên bàn cờ Sài Gòn. Ngay cả chi nhánh CIA ở đây cũng chưa hiểu gì nhiều lắm về Nguyễn Văn Thiệu và chỉ mới hình dung ông ta như một viên tướng kín tiếng, đa nghi trên cả mức hoang tưởng. Tiếp theo, ngày 19 tháng 6 năm 1965, Nguyễn Văn Thiệu trở thành kẻ đứng đầu chế độ Sài Gòn qua chức Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Hơn hai năm sau, qua nhiều cuộc đấu đá quyết liệt và hiểm độc, thậm chí phải qua cả trò tranh cử giả hiệu dưới sự lũng đoạn của những đồng đô la Mỹ do Mỹ đổ vào. Ngày 31 tháng 10 năm 1967, Nguyễn Văn Thiệu đã leo lên được cái ghế tổng thống của cái gọi là nền đệ nhị Cộng Hòa. Bắt đầu một giai đoạn mới trong đời sống chính trị Sài Gòn. Chưa ngồi ấm chỗ, Nguyễn Văn Thiệu, như đỗ mậu nhận xét, với nhiều toan tính và thủ đoạn, đã tìm đủ mọi cách để loại bỏ các đối thủ tiềm năng kể cả Nguyễn Cao Kỳ, người về hình thức đang là đồng minh thận cận hàng đầu của mình. Và cũng như chính Đỗ Mậu nhận xét, Nguyễn Văn Thiệu đã tái lập ở Sài Gòn một chế độ diệm không có diệm. Đấy cũng là một chế độ mà các tệ nạn, như nhận xét của những người đương thời, hối mại quyền thế, tham nhũng, thối nát, chấn lột tiền bạc, bao che và thông đồng trong các dịch vụ buôn lậu ma túy, vàng, đầu cơ phân bón, đầu cơ gạo, hoành hành tột độ. Cũng chính từ khi Nguyễn Văn Thiệu lên ngồi ở vị trí chèo lái con thuyền hậu đệ nhất Cộng Hòa ở Sài Gòn. Sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của người Việt Nam càng trở nên rõ rệt và trắng trợn hơn. Năm 1967, tranh thủ tối đa sự hậu thuẫn của Mỹ và lực lượng dối rắm của Đảng Dân Chủ do chính ông ta lập tà, Nguyễn Văn Thiệu đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống dù chỉ nhận được 38% số phiếu ủng hộ. Và ông ta đã to tiếng tuyên bố thành lập cái gọi là nền đệ nhị cộng hòa ở Sài Gòn. Nghe thì rất kêu nhưng chế độ mà Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu càng ngày càng phụ thuộc vào Washington, thậm chí còn hơn cả thời Ngô Đình Diệm. Càng tham quyền lợi cá nhân, Nguyễn Văn Thiệu càng làm suy yếu đi những giường mối xã hội bình thường ở Sài Gòn trong bàn tay lèo lái của Nguyễn Văn Thiệu, mọi khái niệm dân chủ đều bị biến thành giả hiệu. Chính vì thế nên chiến thắng của ông ta trong cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam Cộng hòa năm 1971 cũng đã chỉ là trò hề không hơn không kém dù tỷ lệ phiếu mà ông ta thu được là 94%. Tiểu nhân đắc chí Cũng phải nói rằng, trong đội ngũ những nhân vật một thời làm mưa làm gió trên chính trường Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu vẫn là kẻ đa mưu và bản lĩnh vào loại hàng đầu. Theo lời kể của Băng Đình, cựu trưởng phái đoàn báo chí phủ Tổng thống và thiếu tá Châu Bích, từng phục vụ nhiều năm tại dinh độc lập. Những người đã có nhiều cơ hội gần gũi với Nguyễn Văn Thiệu. Thực ra, ông ta cũng chỉ là một lính tẩy với lối sinh hoạt ăn sóng nói gió rất huỵch tuẹt, không cần màu mẻ. Nhưng đó cũng là một chính trị gia su thời bậc nhất mà đến như Nguyễn Văn Ngân, người từng là phụ tá thân cận của ông ta trong ngót chục năm cũng đã phải công nhận bằng những lời lẽ có vẻ như nhẹ nhàng nhưng lại rất chuẩn xác một nhà chính trị thực tiễn mà hoàn cảnh và môi trường trưởng thành không thể tạo ông thành một kẻ tử đạo. kia hoàn cảnh và môi trường trưởng thành đó là gì? Cũng theo ông Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Văn Thiệu đã sinh ra trong một gia đình trung nông, không đủ ruộng cày phải làm thêm ruộng rẽ của gia đình bà con. Lúc 5 tuổi đã phải đi giao cho bán bánh tét ngoài chợ và đập với mọi thứ người chợ búa và sau này lớn lên ở trong môi trường lính tẩy thực dân từ rất sớm nên đã trở thành một kẻ rất biết tranh hơn thua với những người khác và luôn luôn đề cao cảnh giác trong mọi tình huống. Khi đã làm tổng thống, Nguyễn Văn Thiệu cũng giống như người tiền nhiệm xấu số Ngô Đình Diệm, vẫn không bao giờ tin hẳn ngay cả đối với các cộng sự cao cấp nhất trong bộ máy chính quyền của mình. Ông Nguyễn Văn Ngân kể, dưới thời ông Diệm cũng như ông Thiệu, hội đồng tổng, bộ trưởng chỉ họp bàn những công việc có tính cách routine tin sự vụ hàng ngày ngay cả hội đồng an ninh quốc gia dưới thời đệ nhị cộng hòa cũng chỉ là bình phong để ông thiệu hợp thức hóa các quyết định của mình làm việc dưới quyền điều hành của tổng thống nguyễn văn thiệu ngay cả những nhân vật có vẻ như trọng yếu của chế độ việt nam cộng hòa như thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng trần thiện khiêm hay phó thủ tướng bác sĩ nguyễn lưu viên lắm lúc cũng có tâm trạng của những kẻ chỉ được trầu rìa ông nguyễn văn ngân cũng nhận xét ông thiệu là người luôn luôn che giấu tư tưởng của mình và là chuyên viên khai thác tư tưởng của người khác cho đến lúc chết có những người vẫn không hiểu ý nghĩ thực sự của ông về họ như thế nào một bà nghị sĩ có cặp mắt và nụ cười rất lẳng vẫn ra vô thường xuyên dinh độc lập được xem là bạn thân của ông và ông khiêm tức trần thiện khiêm nguyên thủ tướng trong chính quyền sài gòn nhưng khi tôi làm việc riêng với ông ít khi ông gọi tên bà ta mà gọi là con điếm xịa một đại sứ Việt Nam Cộng Hòa được đánh giá là chuyên gia về các vấn đề Hoa Kỳ mà thực sự là nhân viên của cơ quan tình báo Mỹ. Khi nhắc đến tên ông ta, mặt ông Thiệu Thường Đanh lại lộ vẻ khinh bì. Ông cực kỳ khinh ghét những thành phần trí thức khoa bảng là những người được xã hội ưu đãi về phương diện văn hóa lại làm gián điệp cho ngoại bang. Số người này rất nhiều, trong tất cả mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, viện trưởng, khoa trưởng, giáo sư đại học, cha cố, sư sãi lãnh tụ chính đảng. Người Mỹ cũng có kế hoạch trồng người và nuôi dưỡng như cộng sản. Nhiều nhân vật đã được móc nối từ lúc còn là du học sinh là thành phần được xem là ưu tú của quốc gia hoặc thuộc hạng con ông cháu cha. Nhiều bằng cấp kể cả học vị tiến sĩ quốc gia thuộc các lĩnh vực khoa học thực nghiệm đã được cấp phát một cách rộng rãi để khi trở về có thể trèo cao trong guồng máy chính quyền hay chí ít để gây ảnh hưởng văn hóa chính vì biết cách hành xử hư hư thực thực khôn khéo ngụy trang và đánh lạc hướng đối với những người xung quanh coi bất cứ ai dù thân cận đến mấy cũng có nhiều phần đối thủ hơn là phần bằng hữu lại sẵn bản lĩnh gian trá được tôi luyện từ nhỏ nơi kẻ chợ nên nguyễn văn thiệu đã lướt qua được nhiều cạm bẫy trên chính trường sài gòn đầy phản chắc nhưng rồi khôn ngoan mấy cũng không thắng được mệnh rời nguyễn văn thiệu rất đa nghi ngay cả hoặc đặc biệt là đối với các quan thầy mỹ có lẽ ông ta suốt đời bị ám ảnh bởi bi kịch chết thảm của anh em Ngô Đình Diệm Ngô Đình Nhu, nên lúc nào ông ta cũng lo. Lỡ đầu không đáp ứng được hết các yêu cầu của quan thầy và tất yếu bị quan thầy thay ngựa giữa dòng và loại bỏ khỏi cuộc chơi khốc liệt này. Cũng ông Nguyễn Văn Ngân đã phải công nhận, đồng minh Mỹ là một đồng minh bất chắc, khó tiên liệu, và ông Thiệu luôn ở trong tình trạng của người làm siếc đi dây nguy hiểm. Có lần tôi lưu ý ông Thiệu về trường hợp Tổng thống mắc sáy gấy lý thừa vãn ngô đình diệm ông thiệu nói với tôi là ông không có an ninh cũng ông nguyễn văn ngân nhận xét rằng đối với nguyễn văn thiệu mỹ là kẻ thù giấu mặt nguy hiểm hơn mọi kẻ thù khác ông ta không bao giờ tin tưởng vào những người liên hệ xa gần với mỹ dù đó là bà con của ông ta và được ông ta ủy thác đóng vai trò liên lạc viên với mỹ không tin bất cứ ai xung quanh mình trong việc điều hành quân đội việt nam cộng hòa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng chọn cách chia để trị. Nghĩa là ông ta để mặc cho các viên tư lệnh quân đoàn tự tung tự tác và chỉ chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ mình ông ta, làm nhòa đi vai trò điều phối của cơ quan Bộ Quốc phòng. Sau này, khi đã lưu vong, chính Nguyễn Văn Thiệu trong một lần trả lời phỏng vấn cũng đã công nhận rằng trên thực tế mỗi viên tư lệnh quân đoàn là một hòn đảo độc lập và không có một guồng máy trung ương nào về việc dự thảo các kế hoạch chiến tranh một cách hữu hiệu tại bộ quốc phòng trong cuốn the final collapse đại tướng quân đội sài gòn cao văn viên cũng thừa nhận rằng tất cả những quyết định về quân sự đều do tổng thống thiệu đưa ra và bộ tổng tham mưu là hoàn toàn chỉ có tính cách cố vấn Chính vì chán cảnh hữu danh vô thực như thế nên tướng Cao Văn Viên đã xin từ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đến mấy lần. Nhà nghiên cứu Đặng Văn Nhâm đã nhận xét rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và vợ là Nguyễn Thị Kim Anh đã lợi dụng chức vụ nguyên thủ quốc gia và đệ nhất phu nhân để thực hiện nhiều dịch vụ phi pháp như Chấn lột tiền bạc của Nguyễn Cao Thăng theo thông tin của Đỗ Mậu, viết trong sách của mình, Nguyễn Cao Thăng Nguyên là giám đốc hãng thuốc O. B. V. Người Công giáo Phú Cam từng làm dân biểu Giano và kinh tài cho anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình nhu. Nhiệm vụ chính trị của Thăng là xây dựng cho ông Thiệu một quốc hội bù nhìn mà đa số phải là người Công giáo. Chính ông Thăng thay ông Thiệu để giao thiệp, mua chuộc, hướng dẫn và kiểm soát quốc hội để điều hướng định chế gọi là dân cử này ủng hộ đường lối của ông Thiệu khi ông thăng bất thình lình chết vì bệnh ung thư thì phụ tá của ông thăng trong dinh độc lập là ông nguyễn văn ngân lên thay thế ông ngân là người công giáo nghệ tĩnh bà con của linh mục cao văn luận đúng như giáo sư nguyễn khắc ngữ đã nói trong tác phẩm những ngày cuối cùng của việt nam cộng hòa hết thăng rồi đến ngân họ chính là những người nắm giữ tay hòm chìa khóa của quỹ chi tiền cho các dân biểu nghị sĩ và các lực lượng thân chính tham nhũng hối lộ mua quan bán chức chiếm đoạt công điền công thổ mua chuộc dân biểu nghị sĩ gia nô dung túng bao che tội ác cho thân nhân gia tộc bọn tay chân bộ hạ để chia chác trong các dịch vụ buôn bạch phiến vàng và thuốc phiện đầu cơ phân bón đầu cơ gạo chính những hành động mafia của nguyễn văn thiệu đã tạo nên tệ trạng kiêu binh kiêu tướng lộng hành coi thường luật pháp quốc gia áp bức hãm hại dân chúng của một số tướng tá trong quân đội việt nam cộng hòa mà ảnh hưởng còn kéo dài mãi đến nay ở hải ngoại vẫn chưa dứt. Ngày tàn tức tuổi Cuộc tấn công và nổi dậy của quân và dân ta mùa xuân năm 1975 đã dồn chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào con đường cùng. Tới lúc đó thì người Mỹ không thể không nhìn thấy sự phá sản của con bài Nguyễn Văn Thiệu trong ván cờ thế sự ở đây. Washington đã cố gắng tạo mọi sức ép để buộc Nguyễn Văn Thiệu từ chức và đưa một nhân vật nào đó khả dĩ hơn lên sân khấu chính trị nhằm vớt vát được chừng nào hay chừng ấy những điều kiện thuận lợi nào đó. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn Ma đã báo cáo cho ông Kissinger, lúc này là ngoại trưởng Mỹ. Tôi sẽ nói cho ông thiệu rõ tôi đã đi đến một kết luận vô tư là nếu ông ta không chịu từ chức thì các tướng lĩnh dưới quyền ông sẽ bắt buộc ông ta làm điều này. Và thế là, cùng ngày 21 tháng 4 năm 1975, nguyễn văn thiệu đã phải từ chức trong một tâm trạng thật là tức tưởi và đầy oán hận đối với các quan thầy mỹ người lên thay nguyễn văn thiệu là một gương mặt rất cựu trào ở sài gòn thuở đó ông trần văn hương ông hương cũng chẳng hẹp lòng gì mà đuổi nguyễn văn thiệu ra khỏi dinh độc lập ngay nhưng dưới sức ép của dư luận xã hội đã phải tìm cách để cựu tổng thống thiệu tháo lui ra hải ngoại nhân dịp có tăng lễ tưởng giới thạch ở đài loan ông Hương lại sử dụng bài bản cũ là đề cử Nguyễn Văn Thiệu cũng như Trần Thiện Khiêm làm đại sứ lưu động sang Đài Loan dưới danh nghĩa phái đoàn đại diện Việt Nam Công Hòa đến phúng điếu tưởng giới thạch. Và thế là đêm 25 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu đã vĩnh viễn phải rời khỏi Việt Nam. Câu chuyện khởi hành ly hương của kẻ đã từng một thời làm mưa làm gió ở Sài Gòn đã được các thuộc hạ về sau tường thuật như sau. và khoảng 7 giờ 30 phút tối, tổng thống thiệu thay bộ đồ bốn túi trong phòng ngủ rồi qua phòng nhỏ bên cạnh nghiêng đầu qua cửa sổ nhìn xuống dưới sân bên cạnh thềm tam cấp một chiếc xe mercedes màu xanh đậm đã đậu sẵn người lái xe là đại tá nhan văn thiệt thấy mọi việc đã sẵn sàng tổng thống thiệu vội vã rút trong hộc tủ cây browning đã lắp đạn ông khóa chốt an toàn rồi cho vào túi áo ông xuống tầng trệt bằng thang máy khi cánh cửa mở ra thì đại tá Trần Thanh Điền đã túc trực tại đó. Ông vừa bước xuống bậc tam cấp thì cũng vào lúc có hai binh sĩ tê là xanh và khỉnh xuất hiện làm ông giật mình. Thực ra là họ chỉ đến để đổi gác. Ông Thiệu và ông Điền lanh lẹ bước vào xe. Đại tá Điền ngồi bên phải Tổng thống Thiệu ở băng sau. Như vậy là ông Điền đang ngồi vào chỗ chính thức của Tổng thống và chịu làm lê lai liều mình cứu chúa. Vừa ngồi vào xe, ông Thiệu hỏi, có mấy cây súng? đại tá điền đáp có hai cây một cây dài một cây ngắn như vậy thì vào lúc đó tổng thống thiệu đã nhận thấy ông bị nguy hiểm trên đường tới bộ tổng tham mưu ta nhớ lại là tổng thống diệm đã bị sát hại trên đường tới bộ tổng tham mưu việc ông điền ngồi vào chỗ chính thức của tổng thống thì cũng trùng hợp với câu chuyện ông thiệu kể cho chúng tôi là khi đi xe tới dự nghi lễ bên quốc hội hay nơi khác ông thường ngồi ngay bên cạnh tài xế lái xe chứ không ngồi chỗ dành cho tổng thống ở băng sau khi đoàn xe tới phi trường tân sơn nhất thiếu tá phận kể lại là đã giật mình khi nhận ra cả khu vực phi trường tối om dường như hệ thống điện hoàn toàn bị cắt đoàn xe chạy vòng qua khu dành riêng cho hãng hàng không air america của cơ quan tình báo mỹ khi sắp tới đường băng tất cả xe đều tắt đèn di chuyển trong bóng đêm sau đó một chiếc máy bay lù lù hiện ra dưới chân trời nhờ đèn trong buồng máy cháy sáng. Một loại máy bay giống như DC-6. Khi tới gần chiếc máy bay, đoàn xe bất thần thắng gấp vì thấy có bóng người. Xe Tổng thống Thiệu bị bao vây bởi ba chiếc xe Chevrolet to lớn. Xa xa trong bóng đêm, xung quanh chúng tôi xuất hiện nhiều người Mỹ vạm vỡ, vận thường phục, súng M.16 dựng đứng bên hông, trong tư thế sẵn sàng tác chiến rồi hình ảnh ông đại sứ Graham Maun hiện ra tại chân cầu thang máy như một vị thần hộ mạng. Chuyện này làm cho chúng tôi mới hiểu được tại sao khi nói về chuyến ra đi của Tổng thống Thiệu. Đại sứ Maun cứ nói úp úp mở mở là ông Thiệu đã ra đi trong điều kiện hết sức khó khăn, và chúng tôi đã để ý và cố gắng sắp xếp mọi chi tiết. Thì ra, mọi chi tiết được sắp xếp gồm cả việc cắt điện để phi trường tối om và việc đoàn xe phải di chuyển trong bóng đêm. Khi máy bay đáp xuống thì đã có sẵn một toán lính Mỹ canh gác để đề phòng những biến động có thể xảy ra vào phút chót. Cho tới cuối đời, Nguyễn Văn Thiệu vẫn không nguôi nối oán hận quan thầy mặc dù đã phải bó thân về ở trên đất Mỹ. Cựu phụ tá đặc biệt Nguyễn Văn Ngân nhận xét rằng, tổng thống Thiệu đã mang mối hận thù xương tủy người Mỹ đến tận cuối đời. Đến mức, lúc chết vào ngày 29 tháng 9 năm 2001, Nguyễn Văn Thiệu đã bày tỏ ý nguyện rằng nếu có thể ông ta muốn xác của mình được hỏa táng để đem cho cốt về việt nam bằng không thì sẽ giải xuống biển chứ không muốn chôn trong lòng đất mỹ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn